đoàn kết sẽ bắt đầu ở đây. Áp lực sẽ tạo nên những huyền thoại. Làm chủ khoảnh khắc, hoặc để nó vụt mất. Bất kỳ ai cũng có vai trò. Định hình số phận. Viết nên lịch sử. Vượt qua gian khó, vươn ra châu Âu, cạnh tranh chức vô địch. Đây là ngoại hạng Anh. Đây là chặng cuối của cuộc đua.